Hôm nay đến đây thì kênh của con ăn số lượng lớn, nhưng mà chú làm vô đây cho con mỗi tô 5 tô bên chú. Bây giờ anh sẽ đổ quá nè. Trời ơi. Anh em chuẩn bị xong chưa? Rồi. 1 2 3 beng. Dạ. Đồng nha. Ồ. Thứ 7 à. Ồ. Chúng nhân dân những người 29 tiếng. Nhân dân. Mình lên húp luôn đi. Rồi đua nè, húp đua nè. Mấy anh em cổ vũ ơi, húp đua nè, húp đua nè. Quá rồi nha. Bất phân thắng bại rồi. Dương ơi, cho hai anh cái này để phân thắng bại đi. Bây giờ nè, hai anh em mình phân thắng bại à? Bây giờ hai anh em mình giờ ăn thêm phở đi. À, ok vậy đi. Rồi. Mà mình ăn từng tô hay sao? À, từng tô à, thôi. Mình vô anh em mình ngửi tô, vô chủ quán mua đầy tô này luôn. Vô. Dứt. Dứt không? Lắm. Lắm á. Rồi. Dạ chào cô chú nha. Hôm nay đến đây thì kênh của con ăn số lượng lớn, nhưng mà có cái tô khổng lồ. Thì nhờ chú làm vô đây cho con mỗi tô 5 tô bên chú. Tô của chú là tô này nha. À tô chú là này đúng không? Dạ tô này sớm cho một tô đó. Dạ, dạ đúng rồi. Hùng thì 5 tô, nhưng mà ý con á là bây giờ chú khỏi cần tô đó. Chú cứ múc thay cho con. Ngày tô này số lượng như chú lượng đó, thay vì cái chung đầy tô rồi. Đó, đầy tô cho con. Dạ. Chú cứ lấy cái tô nhỏ một phần hai phần cho đủ 5 phần, xong rồi chú bỏ 5 phần đồ ăn lên trên là đẹp đó. Rồi đây mỗi phần vậy là ăn tô ha. Đó, một phần phở đó cả nhà. Chú Đức. À. Ở đây là địa chỉ bao nhiêu vậy ạ? À? Này đường khóm 4, dạ, thị trấn Tiểu Cần, đường tránh quốc lộ 60 đó. Đó là địa nhánh chỉ 4 tránh quốc lộ 60. Dạ. Khóm 4 thị trấn Tiểu Cần, quán Hồi Đức ngay qua cái đường lớn này cả nhà. Đường lớn là quốc lộ 60 á. Dạ. Còn này là đường cái nhánh chứ. Chú con ba cũng mua 10 phần như vậy chắc là cũng hết luôn hả chú? Gần hết luôn hả? Đâu có cái này nhiều chứ, tại chú mới đổ ra bán còn buổi chiều nữa mà. Ba. Dạ. Ba rồi kìa. À, chú bán này tới tối mà. Bán giấc trưa nghỉ tới 11 giờ, nghỉ tới 2 giờ, bán tới 9 giờ. Đó. Sáng thì chắc 6 giờ 4 phần. 4. Dữ à. Giá nữa. Đúng rồi. Cái gỗ giá đi em. Ở đây có bún bò nữa chú. Có bún bò, bò kho. Dạ, có chung hết cho con vô cái một tô. Rồi, đủ rồi. 5 phần. Này là 5 tô, chung hết. 5 phần đồ ăn thập cẩm. Tên là ăn hết nhưng mà hết xui. Một phần chú đâm vô đây. Đây một phần nè, là một tô nè. Rồi, một phần. Chú bán đây được bao nhiêu năm rồi chú? À, gần 20 năm rồi đó. Hồi đó con gái mới sanh, giờ nó 25 tuổi rồi đó. À. Ừ, nó trắng. Hai phần. Ở đây chú có xíu quách không? Không có xương, sườn nè. Xíu quách thì giờ nấu cho nó ngọt nước luôn, không có chết. Có xương sườn, bò viên nè, nạm. Xương sườn nè, bò viên, nạm. Có chả nữa nha. Ừ. Tô ở đây chú bán là bao nhiêu chú? Một phần, một tô vậy là 35 ngàn nè. Dạ. Ba tô đó. Đồng giá. Ừ. Bánh canh, bún bò quế, phở, bò kho là cũng giá. Như là đồng giá. Đồng giá 35 ngàn. Dạ. Ổn. Ồ, nhiều nha. Nhiều lắm đó. Chú đây chú, ước lượng. Cái tô này một người á chú. Cái này là thiết. Hết không chú? Để cô ơi, ăn hết không à? Chắc là cô tưởng là nguyên team á, này mà một người ăn hết. Nó nghe nè, ăn tô mà ăn hết cũng hơi căng nha. Thường thường đây là người ta ăn tô thứ nhất. Hoặc là ngon dữ lắm, ăn thêm tô thứ hai là dữ lắm nữa. À. Rồi chan nước vô luôn ha. Dạ dạ. Ê chú làm thêm nữa hả? Đúng rồi. Là tụi con là lấy bánh phở thêm nè. Thảo đưa bánh phở qua. Ủa ăn này rồi ai thắng ai thua rồi có được tiền chưa? Dạ không, cái này là hai kênh giao lưu ẩm thực thôi.
Dạ. Bình thường có đó, có chú có coi cái kênh nào ở Sài Gòn ăn một tô được hưởng 1 triệu hay 10 triệu gì. Tô phở đúng không chú? Ừ, tô phở khổng lồ. Dạ. Kênh của con cũng có anh này, anh ăn này, anh ăn hết tô đó nè. Là lãnh giải luôn hả? 10 triệu phải không? 1 triệu à, 1 triệu à. Dạ. Thế có học sinh, học sinh nào nó cũng ốm ốm mà nó ăn hết một tô luôn đó. À, hay đó phở rồi, phở thì, phở thì. Nhọn gái nó cũng có ý tưởng, nó nói cha muốn làm gì này rồi ăn hết rồi mình. À, khi nào chú có ý tưởng đó chú liên hệ kênh anh nè. Anh này là quay cũng quay YouTube ở Trà Vinh luôn. Mình quảng cáo quán phở luôn. Rồi, dạ, cái đó hay đó chú. Dạ. Sơn hãy chấp cánh ước mơ cho chú đi. Đưa anh ba móc, đưa anh ba móc vô dứt hết tô phở là làm tin liền. Này. Đó, hả? Ở bên đây đang có ý tưởng là sẽ thi phở khổng lồ. Tới lúc đó là nhờ anh ba móc đến dứt một tô. Ba tô. Ba. Không, ở đây 5 tô mà vô tô này chắc ăn hết. Ở đây ăn mạnh lắm. Ở đây anh ăn mạnh. Dân lao động hay chú? Dân lao động. Chú ăn hết mà phải hút hết nước rồi đó chú. Ờ, thì hết nước luôn là nói chung là sạch tô đúng không? Dạ. Giờ thì kênh của mình cũng ăn gần hết rồi. Chỉ còn có mình với anh Sơn. Đây là clip cuối rồi. Mình kênh mình là clip cuối rồi. Nên là để đủ thứ á. Dạ, cũng 5 phần luôn. Tái nạm bò viên với xương. Cái này ăn hết tô này coi chừng bị tức bụng rồi nha. Tại kênh... Ê, chú cầm vô hai anh này nè, nếu mà mốt chú ra cái thử thách á. Chú cầm vô hai anh này để... Nhớ mặt rằng... Đưa ra một thử thách cho tôi. Trừ ra ha. Dạ. Ý là phải cộng thêm vô một xíu. Tại vì người ta ăn khỏe mà. Cộng thêm vô thì anh ba móc rồi. 1, 2, 3, 4. Chứ mà ăn giống mình thì anh ba móc dễ dàng chiến thắng rồi. Chứ có cái người nước ngoài lại ăn 2 tô. Dạ. Rồi cái có kêu thêm nữa mà ăn 1 tô nữa mà không hết. Không hết. Ừ. Cũng như là người ăn ngon miệng. Ừ, ngon miệng là ăn chưa có đã cái người ta kêu thêm. Dạ. Ăn không hết. À, nóng quá chú ơi. Được được, để chú bưng nha. Chú đã. Không phải lấy cái đĩa, con phải bưng ra ngoài. Cô cho con một cái dĩa hay không? Dĩa bưng. Cái dạ. Này bưng gì đó là nước lèo bị hơi bị thiếu nè. Ồ. Đáng lẽ là tới 7 giá nước lèo mà này có 5 giá nước lèo ở đây. Dạ đây đây chú bỏ đây nè. Nếu mà 5 tô là phải 7 giá nước lèo. Dạ. Rồi thêm một tô này nữa. Này có 5 tô mà trộn rau vô tại còn 2 củ rau nữa mà. Dạ. Tô này vẫn chạy một tô á là một giá thêm một chút. Còn này là 5 tô là đầy rồi nè. Cái 5 giá là đầy rồi nè. Rồi. Cái này là trộn rau vô không được. Dạ, trộn rau là chán. Đó. Rồi anh em mình giờ mỗi người một tô bê ra nha. Dạ. Tôi ha. Chúc hai bạn ăn ngon. Dạ, chúc. Rồi. Rồi không những mấy người ăn. Dạ, một hai người hả? Dạ, hai người. Muỗng này múc được không? Chú, muỗng này nè chú. Hả? Lúc nào cũng... Cái giá mình có muỗng của mình mà, không sao đâu, không sao đâu. Dạ, đó, ok. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc ăn ngon đi. Ăn ngon rồi thưởng cho, nói chung là trà đá miễn phí. Dạ. Sao chứ nó không phát ra hai tuần nữa nha. Bây giờ anh sợ đổ quá nè. Đính thở nha, đính thở nha. Quá dữ. Mấy em trai cổ vũ cho mấy anh nha. Mấy em trai đây rất là dễ thương cả nhà. Con gái của chú chủ đây cả nhà. Em fanpage của mình tên gì em? Cái fanpage của mình tên Phở Đức. Phở Đức. Dạ. Ở đây thì có một cô con gái bằng tuổi quán phở luôn. Là 20 tuổi. Nhưng mà 20 tuổi rồi em có gặp trường hợp này chưa? 20. Chưa gặp trường hợp như vậy. Hai vị khách này tới máu quá rồi. 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 A few minutes later. Rồi ơi. Hôm nay thử thách này nó mà ăn hết cái là cũng lâu quá nha. Giờ anh em mình ráng hấp hết nước không hết cái luôn nha. Thôi bây giờ anh nói nè, cái lượng lớn quá, anh thì ăn không bằng Hùng. Dạ. Bây giờ ý anh muốn anh em mình giao lưu chơi cho vui thôi. Bây giờ hết cái thôi, nước mình để lại đi. Cái lượng nhiều quá anh ăn hết rồi. Dạ, cái này em mà ăn hết chắc cũng phải tiếng đồng hồ quá. À, ok. Bây giờ hai anh em ăn hết cái này trong vòng 30 phút. Dạ. Thử thách anh em ăn hết cái thôi trong vòng 30 phút. Ăn hết trước. Rồi nhờ anh, nhờ chú chủ quán ra coi coi cái tô nào là tô ăn ít. Dạ 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 dạ. Rồi, chuẩn bị. Rồi đếm nha. Nào bấm giờ. Chúng anh em chuẩn bị xong chưa? Rồi. 1 2 3 beng. Dạ. Mời cả nhà nha.
Trời ơi, bánh phở ở đây to quá. Phở luôn. À, mình xin cảm ơn cô bác, chị bạn dùng phở với hai này. Dạ, Trung. Anh. Trung. Dạ. Dương, Dương. Cầm cầm cái bánh đó, con quay cho mình làm vậy. Đây, chúng ta đã tới quán phở đất rồi cả nhà ơi. Thịt bò đây cực kỳ ngon, ngon. Thịt bò ngon ghê, mềm lắm. Rất là ngon. Nhận xét cả nhà ơi, thì vẫn còn nhận xét. Đây là kênh ẩm thực ông đồng quê sẽ thử thách với kênh Quýnh Đi Hồ. Các bạn coi coi ai sẽ là người ăn hết. Ôi à. Dạ. Rồi chuẩn bị đón xem nha cả nhà, clip cực kỳ hấp dẫn. Đây là clip cuối mà anh em mình quay ở Trà Vinh nha. Thời gian anh Sơn ăn quá là nhanh rồi, tốc độ anh Sơn ăn rất là lẹ. Cầu quan là ở ngay thị trấn, dẫn ngay cầu suối. Cầu suối hồi đó hồi xưa có ông anh tôi bán nhậu đó, dạ. Ông Xuân á. Cho sao xin gì dễ để Xuân luôn. Có không ráng nè anh, có không ráng. Chéo tay. Có cái gì đó không phải vừa đâu. Dĩa đựng giá đó cho người ta đựng xương. Wow, chú Đức đang live stream luôn. Nóng quá, phở ăn nóng rất là ngon. Chú Đức có bún bò nữa hả chú Đức? Dạ. Có bún bò, bò kho. Ồ, mà ở bên kênh của anh Sơn là ăn, cái ăn nóng là vô địch. Dạ, dạ. Nên cả nhà tới đây không ăn phở thì có thể ăn thêm bò kho. Vậy anh em mình ăn là đúng rồi đó. Bún bò. Bún bò Huế. Phở. Tôi có thể giật cái bánh phở bớt này nha. Dạ. Tôi muốn đặt lắm rồi. Mình lại qua nóng giật rồi đặt. Quậy lên cái ăn nhiều quá. Nào. Đó. Rồi vô. Chú Đức chú làm mà đúng đúng định lượng mà chú. Nên hai tô là đều nhau cả nhà ơi. Lượng nó 5 tô. Dạ. 5 phần bánh, 5 phần thịt. Dạ. 5 phần nước. Nếu mà chú Đức thấy cái tô này chú Đức làm nó chưa đúng định lượng lắm á thì để con đưa thêm cái tô nữa cho chú làm lại. Cười. Chưa trọng lượng, lấy cái tô chả trọng xin thêm miếng bánh phở nữa, bỏ cho thêm nữa. Không, cái tô thì đúng mà cái nước đó thì nào ngay nói thì còn hơi thiếu chút. Dạ. Tại nếu mà nước mà đặt gì thì bỏ rau, bỏ giá rồi vô thì nó hơi bị đặc. Chú, nhưng mà hai tô nước bằng nhau mà đúng không? Bằng nhau. Rau này phở Đức chuẩn châu Âu mà. Đức nghe tên là uy tín rồi. Đức cho con một ly trà nóng nha chú. Làm hai ly trà nóng mà lấy nước trà tốt luôn là qua bắn nước nóng. Anh em uống nước gì? Các bạn uống nước gì anh mời? Đây có tâm lạnh, đồ có nước mía nè, uống gì? Mọi người, uống nước gì? Gì em ơi, em mới uống rồi. Uống gì đi rồi quảng cáo cho chú rồi, chú mời hết cho. Thôi. 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 Đây, đây, đây. Ô, anh Đàn đây. Anh Đàn đây. Dạ. Nói chung mình phải rồi. Thương lượng để mình gửi lại tiền chú cả nhà. Chứ chú mời mình không chấp nhận là chú buồn sao? Con cháu trong nhà. Dạ. Uống nước cũng ngon. Chú thêm chén tiết, mời thêm một tiết. Đói quá. Phải anh đây này. Tung quá. Tung kìa tung. Rồi coi bao nhiêu thời gian rồi. Hai anh em mới ăn có 4 phút rưỡi à. Đúng rồi. Anh Đạt với anh Hùng có cần dùng giá, dùng dao gì thêm không? Anh Đạt nào? Tâm ngàn. Ăn với anh Hùng mà kêu anh Đạt thôi. Giá ở ngoài anh Đạt đi. Anh Đạt cứ ở ngoài ăn thêm được. Sớm mà cũng nói chú rất bỏ thêm giá. Cái bánh phở về thịt bỏ vô đầy tô à. Dạ, không có dạ. Bây giờ bỏ cũng không muộn anh Sơn. Bây giờ giá ngoài này bỏ cũng không muộn đâu. Dạ. Ok. Anh đừng nghe rồi anh nên đóng. Đừng nghe rồi anh đóng. Rồi thôi rồi. Đóng rồi. Không hút. Quá đỉnh luôn anh.
tô của anh Hùng dựng xong rồi nha. Tô này là bằng 5 tô bên quán á cô. 5 tô bên quán. Căng rồi. Mặt căng rồi, mặt căng rồi. 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 Cố gắng rồi. Dạ. Có lên, có lên. Yeah. Thương mại à. Ồ. Người 29 tiếng. Ồ. Dạ. Quá ngon. Tay cho chủ quán đi. Chủ Đức uy tín rồi. Chủ Đức uy tín quá rồi. Đây cho thằng Thái nè. Dạ. Là tiếp cục gà. Tiếp cục gà nha. Quá. Chủ Đức tâm lý quá. Hai à, trứng. Chú Đức, con làm một miếng nữa. Ở đây là kênh gì ạ? Cầu Quang. Ẩm thực đồng quê Cầu Quang nè, quý vị vô coi kênh này và thấy món ăn rất là tuyệt vời. Rồi. Còn bạn bên đó là kênh Phân Đi Hùng. Tiểu Sáu. Bạn ơi, bạn Phân Đi Hùng. Phân Đi Hùng. Ở Sài Gòn. Dạ. Đây là sao? Bé đây là ăn vị nhí ở đây của tôi. Bạn đồng nghiệp đây cũng bán luôn mà bán cái khác chứ không phải dạ. Cô bán gì? Hai đứa yêu nhau hồi nhỏ. Cô bán gì cô? À, cô ở không, con à, không tưởng cô bán vàng chứ thấy cô chói quá. Đeo vàng gì đó. Đeo vàng đâu nhiều bằng chị đó kìa. Chị vợ phanh đó đó. Ở không, không mà đeo vàng gì đó. Giờ giờ nên là muốn thử khách ăn thở với tôi nè. Dạ. Nước tô nữa. Ôi trời trời trời. Ăn chắc tôi khổ áo dài rồi quá. Thở đi thiên quá hả? Quá thiên quá. Trời ơi, nó vui lắm. Dạ. Mấy em trai thấy ăn tốc độ và ổn rồi mấy em trai. Ông Hậu vô. Cái lít tóc bắt ngờ. Cứ nghe nè. Sao? Thông báo là anh em ăn 7 phút. Chị thấy hàng, chị thấy hàng đồng hàng rồi. Thấy bây giờ đang nửa chừng là thấy bên áo đen là hình như là bị được nhỉnh hơn bên áo bông này nha. Áo đen ra gần hết rồi, cái muỗng gì quá trời vậy trời. Ở đây có vậy trời. Cái là này là thịt to đó luôn. Mấy này là đồ đập đá đó cô. Đập đá hả? Đá đập có khi nào không? Phơi á kiểu. Áo luôn á, mà bay ra ngoài quay gì có khác đây chuyện gì được quay. Nói chung mà ăn mỏng thôi là đập cái đầu phê đó. Đập phê không? Mày nãy giờ đừng có vô ngay kênh. Dạ. Không dính đâu. Không dính con đâu. Không có dính coi dép thôi. Còn từ trên ra là dính. Cô đi tham gia thách thức tranh hài đi cô. Cô có tham gia thách thức tranh hài được á. Thấy nào chân thành nó cũng cười hả? Đây sao mà đã đi rồi, mở góp mà dòng giữ xe. Bảy chục, bảy chục. Bye bye, bye bye, see you again. Đây cả nhà anh Sơn ăn cũng rất là nhanh cả nhà ơi. Còn lại bên Hùng thì mình thấy là số lượng phở ít hơn. Nhưng mà số lượng đồ ăn thì anh Sơn cũng đang bị tiêu hao rất là nhiều nha. Đây có mấy bạn trẻ đang livestream với chụp hình đây cả nhà. Chào mấy em trai nha. Chào mấy anh trai lên sóng. Ủa còn mọi anh trai nhí đâu rồi? Em trai nhí ơi. Đây em. Về vận động sức phụ tụi anh nha. Nóng quá anh. Rồi thơm ngon. Tao mồ hôi. Thơm. Chai gì có 5k nha. Dạ quá rẻ luôn. Cái này nó không có một gác mà nó một cái hết nấu nấu một nửa thời gian đã trôi qua rồi nghe hai thí sinh ơi. Chưa anh mới có 10 phút mà. Ôi, này là 30 anh. 30. 30 phút. Nổ lên anh Sơn ơi. Anh khó anh cho có 20 mà. Nổ lên anh. Em thấy khó quá. Em thấy khó quá nên em cộng thêm. Nhiều khi hôm qua mình mới
mới nhậu quá. Cho nên bây giờ bao tử mình chưa hồi hết anh ha. Ăn cũng rất là khó khăn. Thường á là vụ anh chiều nay nhậu, hôm nay là một sớm luôn. Dạ. Yeah. Hôm nay có em sớm chứ mình là một số người sẵn rồi là sáng thức mà. Dạ. Yeah. Anh rất là cảm ơn cái tấm lòng của bên kênh ẩm thực Đồng Quê anh Sơn hả nha. Và cả team các anh luôn, em khác nhà ơi, mấy anh em rất là nhiệt tình luôn. Anh á, Dương tượng xa rác á. Để cho mát em. Lấy cá nè, bỏ lên. Làm hồn mát. Mát rồi. 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 Hôm nay em cũng vậy, mình cố gắng hơn. Tiếp phân không? Đi lên cùng. Đi lên cùng. Đó. Ok. Sắp tới hồi cuối, hồi kết. Hồi anh Hùng hay quá anh Hùng ơi. Đi không? Xé một chút xíu xíu nó kêu lộn Đạt nữa rồi. Đừng quên mình. Đạt anh Đạt không kia. À ơi có ăn đây. Làm hai con gà là. Ồ cái cục này nhìn hấp dẫn quá. Cục này là cục sụn á cả nhà. Sụn. Cái xương xương sụn mà nó gần bên gầu á. Yeah. Xương ngon á. Cắn vào nó hơi mới mở xíu nhưng mà nó sen nấu cái sen kẽ cái lớp thịt. Nó ra cái nước phở vàng vàng. Dạ nó làm cho cái phở nó thơm lên. Cái này với đuôi bò. Mà thơm. Đuôi bò giờ mắc quá không có nấu được. Dạ thơm vậy thì phải hút miếng tiết vào Hùng ơi. Để cho nó dằn cái thơm xuống. Wow. Cái này là tấm lòng của tôi nha, chứ không phải là bắt buộc ăn thêm gì nha. Đúng rồi. Tấm lòng của chú rồi. Tấm lòng của chú mà chú nói vậy thì sao không? Ra thì mình ăn cái nước tiếp với lại nè, nè. Trứng thân. Dạ. Nước hay quá chú ơi. Chú nói vậy là chuẩn luôn. Ồ ở đây có bạn Nguyễn Trúc Ly. Bạn Nguyễn Trúc Ly đang cổ vũ là áo đen cố lên. Cảm ơn bạn Nguyễn Trúc Ly nha. Cảm ơn bạn nhiều. Trắng áo đen rồi đó. Bạn Nguyễn Trúc Ly ơi, áo đen có vợ rồi. Có vợ và hai con. Hai đứa. Chú nên chú lìa máy qua bên anh quay phim cái đi cho bạn Nguyễn Trúc Ly thấy. Đây mình rồi. Mình chưa có vợ. Anh Hùng này không được hả anh Hùng? Dạ. Ý là ở bên đây là trai tân phải không? Chính xác. Trước mặt chú cũng trai tân nữa. Trai nguyên si. Tân chứ Vin này không biết sao ha. Còn Vin luôn. Xe chưa đã máy. Bảo đảm không? Đúng rồi. Bên đây bên kia số một cũng mới cày hết 6 dĩa cơm tắm á chú. Còn là ta chiến không ha. Dạ team tụi con ai cũng ăn khỏe đó. Để xuống đây giới thiệu anh chú thì nè 4 người. Anh này, bạn này, anh này với lại anh này 16 tô. Wow. Ở chợ Tiểu Cần nè. Ai biết là vô tim cho nha, ai biết là vô tim lên, tới cấp lên. Ủa, 16 tô. Mà tô là tô nào á? Tô như anh bình thường, hủ tiếu, đồ ai dưới bánh canh rồi cũng rất leo bình thường vậy. Bình thường bên đây có bác là con ăn sao? Đây là chú bán cái tô này là tô nhỏ nè, tô ông nè. Còn mấy cái tô này là tô bự. Nãy là tô lớn á. Tô nãy là 35 á chú hả? Đó tô đàn mình đó là 35. Dạ. Chắc tô này của chú này. Ừ, này là 35 nè, tô nhỏ thì 25. Đây cả nhà. Giống bà con ăn bình thường vậy. Nhiều hơn nè. Mình hỏi là nhiều hơn. Dạ. Quá trời, cơ ký á. Dạ. Bình thường vô quán là ta kêu có một tô. Mà tụi con vô là bố kêu một mình là 4 hoặc 5. Bây giờ mới là 15 phút. Các anh em đã đi được nửa chặng đường. Bánh phở tụi con nấu ít bánh thôi. Rồi. Chú nấu cái này là gần 200 gram bánh đó. Dạ. Là một tô nấu khoảng 1 kg nấu khoảng 6 tô. Dạ. Cái này là gần 1 tí bánh phở. Dạ. Ủa lên xem ơi, thịt hết còn bánh phở không hả anh ơi? Anh nghĩ là Hùng ăn hết cái rồi húp nước sẽ nhanh đó. Mấy em trai nghĩ là chiến thắng mấy em trai. Dạ. Anh Hùng, có ai nghĩ là anh Sơn sẽ là người ở bức tốc cuối không?
không nổi đâu. Chắc không nổi rồi. Em cứ giỡn với anh Sơn hoài, anh Sơn. Ba đồ cãi quá ba. Được không? Được anh, em tính thử thách cái tô này là ăn hết thì tô được 500 ngàn đó. Ủa rồi anh Hùng ơi. Ấy lăn lăn gánh mát mát luôn, nó chạy về tua lên, nó chạy cho lẹ. Anh bóp đi. Lăn lăn bóp bóp đồ. Anh bóp đi. Rồi, làm quen cái thứ vậy. Mát rồi đó. Ừ. Cả gà đó. Gắn lên đề lên để gắn lên tu lên gắn lên thôi. Xả đá vô. Rồi. Xả lũ. Anh Hùng hết rồi. Rồi xả lũ đi anh. Anh còn bánh phở mà anh Hùng còn thịt nha. Cố lên anh Sơn ơi. Ê, nếu mà chưa hết 30 phút thì hai anh em có nha. Anh em có phải húp nước không ta? Nếu có khả năng anh Tung, nếu mà chưa hết 30 phút thì anh em ăn hết cá là có phải húp nước không? Chung húp được bao nhiêu húp? Dạ ok. Ở đây mình theo mình đó. Ok. Anh em vừa đủ là anh ăn bao nhiêu? Dạ, ok anh. Theo mình đó là ăn hết cái cá này là mình coi như được. Quá sức của mình á, coi như là quốc tầm á. Chứ còn cái nước thì mình sẽ thở. Dạ ok anh Sơn. Dạ. Còn này còn cảm giác là hết mà ăn hết nước luôn là thắng thôi. Hay là sao? Dạ, không. Vậy thôi. Ý là tùy sức thôi chú. Đây vẫn còn 13 phút nữa nè. Coi chiến thuật của hai anh là gì. Nấu chổng nghe nói gì mà chị ăn gì mà còn cái tô không là còn cái tô không là con nói con á. Cái không còn gì trong tô á. Dạ. Rồi. Nói thắng thua là chuyện vui chơi đâu phải không? Mình đúng ăn rồi, cái vừa hết đâu là chuyện đó. Dạ. Nó ăn nhanh tới vậy. Anh cũng hết rồi mà. Dạ. Anh hết chưa? Rồi, gần hết. Sạch rồi. Con hết. Còn cái này là khuyến mãi không có trong cái cuộc thi ha. Dạ. Ai ăn được thì ăn. Cái này là mới gầu. Tặng. Dạ. Thôi vậy đi. Hai anh em nếu không có nước bắt buộc phải húp hết cái tô khuyến mãi. Chịu không? Rồi ok. Vậy đi. Ta thấy mình không hết á. Dạ đó, dạ. Cái máy này là phụ lòng của lít. Dạ đúng dạ. Rồi. Rồi. Cái thì Hùng đã hết rồi, anh Sơn còn xíu. Bây giờ húp hết hai tô khuyến mãi là xong. Ủa lên sao coi. Quay mà. Thôi nước quá mà ông nó tô nước nữa. Lại ni này massage chuyên nghiệp quá rồi. Một tô phở là đã qua. Được rồi. Chung. Một tô nước đó anh ơi. Quá. Anh Hùng hay quá. Cái dáng này hay dáng. Nhỏ nhỏ vậy có quả đó. Rồi hồi nãy. Mình có hết luôn à, nghe Hùng. Dạ. Anh Sơn đã hết luôn rồi. Hai thi phùng địch thủ này rất là giỏi luôn. Mấy người tin nhỏ không giúp được. Năm tô phở. Hai của chiến tranh. Trời ơi. Đứng lên hấp luôn đi. Rồi đua nè, hấp đua nè. Cái mổ là không là chỗ này nè. Mấy anh em cổ vũ húp đua nè, húp đua nè. Quá nha. 9 phút 40 giây. Bị sạc, bị sạc, bị sạc. Theo như anh đặt hồi nãy là 20 là ok. 20 ok anh ha. Rồi dừng em. Anh nhìn thấy cái tô là anh biết là số lượng bao nhiêu thời gian bao nhiêu. Dạ. Anh bán cho có 20. Rồi anh Sơn cũng hết rồi, mọi người vỗ tay cho anh Sơn nào. Không mà công nhận là phở chú Đức nấu rất là ngon. Rất là chín. Rồi cảm ơn dạ. Hai du rất nhiều nha. Ô bị sạc tiêu. Cuối cùng bị sạc tiêu. Chăm nước anh ạ. Số điện thoại của chú Đức đây. Anh nhà ơi. Ghé qua ủng hộ cho chú nha. Ủa sao nãy đánh vô cái gì vô. À đây đây à. Trời mọi người. Đây ẩm thật, ẩm ở dưới chữ ẩm là ra liền. Đây là kênh của anh đấy nè. Đó, ăn thì ăn nhanh. Đây con bấm đăng ký cho chú luôn. Rồi chú đăng ký rồi đó. Rồi có gì chú qua đăng ký cho kênh của con. Phải phải full. Full đi Hùng. Full đi Hùng. Đây kênh của con. Đăng ký. Rồi có gì chú vào đây nè. Kênh đăng ký là chú sẽ thấy clip của anh em con. Ha. Dạ. Vô giới thiệu bạn bè vô con. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Chú. Dạ. Xuống Sài Gòn chú có muốn ăn quán nào á? Lên kênh tụi con kiếm quán dễ chú hơn. Có đứa gái Út nó đang học đại học ở Sài Gòn á. Lâu lên nó cũng chung rồi. Vậy là chú có hai người con gái luôn.
này là nhỏ chị, còn nhỏ em nó mới vô đại học mà nó mới 19 tuổi. Dạ. Chú thấy bạn này trốn, đứng lên cho ba vợ, đứng lên cho chú coi. Ơi. Còn con gái nữa cái đẹp đẹp là. Chung nãy giờ tặng vui quá, nói chung là anh em mình đến đây giao lưu mà gặp người dân ở đây ai cũng vui vẻ và thân thiện hết, nuốt nước. Mà thật sự là thử thách hôm nay là em ăn với anh Sơn, nhưng mà em cũng phải cố gắng hơn những cái thử thách mà mọi khi em hay ăn. Món phở bên đây ngon anh ha. Dạ. Mập bánh dạ. Phở chú là chú bán bình dân nhiều. Đồ chú nấu gần 200g đó. Gần 200g ký lô bánh phở. Rồi thịt đó là 7 mắt là gần 350g thịt. À. Vừa thịt vừa cái bánh phở rất là nhiều. Bánh tráng viên với nạm đó là 350g, là 1kg 350g và nước này gần 2kg. Đó cái tô đó đó. Chú có định lượng hết. Nhưng mà ở đây có chú có tấm lòng, chú tặng cho hai tô chén tiết hột gà. Nên là mình cũng gắng húp hết. Không. Nhưng mà cái hai anh em húp hết đó là bảo hiểm cho em là khỏe lại. Dạ đúng rồi. Khỏe okay. Hả? Dạ. Vậy anh với lại anh Hùng có thể làm thêm tô nữa không? Trả lời giống này, trả lời thời gian trả lời mấy mai là ăn thì ăn muốn ăn nữa đó nhưng mà sợ. Sao được hết hả? Rồi cả nhà ơi, thì anh em mình sẽ kết thúc cái chuyến đi trà Vinh ở đây rồi, quá là buồn cả nhà ơi, nhưng mà không sao, thì hết chuyến này thì mình sẽ có những chuyến khác. Thì cả nhà hãy cùng chờ đón, theo dõi cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của hai anh em mình. Đó là kênh Funny Hùng và kênh của Ẩm thực Đồng Quê. Bên cạnh đó là kênh Ẩm thực Nhỏ, cái kênh nữa của anh Sơn. Cả nhà kéo qua để tặng cho anh một đăng ký nha. Em ơi Sơn thì trước tiên thì trước clip thì Sơn cũng cảm ơn Funny Hùng và anh em Funny Hùng xuống đây giao lưu với em Ẩm thực Đồng Quê. Đây vẫn là anh em của anh thì cũng rất là cảm ơn tụi em dạ. Ở xa để đây chơi thì anh không biết nói gì hơn, thì trước khi tụi em về Sài Gòn thì anh đại diện em đây chúc tụi em chúng mình đi đây luôn luôn anh em. Wow, cảm ơn anh rất là nhiều ha, vỗ tay cả nhà ơi. Rồi, anh em mình có cái fanpage trên Facebook với những người yêu mến và muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Lên mình sẽ để phần mô tả, mọi người hãy đăng luôn cái kênh Funny Hùng Vlog, YouTube của Võ Siêu Lộc, Ẩm thực Đồng Quê và Ẩm thực Nhỏ. Và cả nhà hãy đăng ký luôn cho kênh tóc của mình là Funny Hùng 116 và Võ Siêu Lộc. Và hai tóc ngắn là Funny Hùng Võ Siêu Lộc và Võ Siêu Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn có khách nào thì đã lại bình luận như comment. Mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho nhà cũng thức nha. Ok, xin chào các bạn.